Tiết kiệm để khỏi bị thiếu hụt. Tôi luôn luôn quan tâm tới hoàn cảnh, tình trạng kinh tế quốc gia tôi đang viếng. Tôi không bỏ qua những khía cạnh này chỉ vì tôi giàu. Dĩ nhiên, tôi có đủ tiền để đặt 100 cái máy sưởi và máy lạnh, nhưng nhà tôi ở không có máy lạnh. Khi chúng tôi đang xây một cái nhà chòi cũ bằng gỗ ở Tây Hồ, một đệ tử thường trú cứ bảo tôi nên đặt máy điều hòa không khí, nhưng tôi không chịu. Tôi không muốn bởi vì những người khác không có. Một chút khí nóng không chết, lạnh mới là đáng sợ. Lạnh làm mất nhiệt trong cơ thể và làm chúng ta run rẩy, do đó chúng ta không thể tập trung tư tưởng vào công việc. Khác nhau là ở chỗ đó. Thỉnh thoảng tôi cũng bật máy sưởi điện nếu tình trạng sức khỏe đòi hỏi. Thí dụ như ban đêm trời lạnh thì tôi mở máy sưởi lên một lát rồi tắt, chứ không để nó chạy suốt ngày. Vả lại, tôi luôn luôn chọn máy nào ít tốn điện nhất. Họ mua mấy cái máy sưởi 400W cho tôi, nhưng tôi không dám xài bởi vì không cần thiết. Một mình tôi thì chỉ cần 300W là quá đủ. Tôi dùng nó bởi vì không kiếm ra cái nào tiêu thụ ít điện hơn. Mỗi lần họ mua một cái máy điện về là tôi đều xem số watt. Tôi trở thành chuyên gia về watt ở đây. Mỗi lần mua máy điện, việc đầu tiên là tôi nhìn số watt. Hôm nay, họ mua giùm tôi 3 cái máy sưởi từ ngoại quốc. Cái mà tôi nhìn trước tiên là số watt. Một đệ tử thường trú bảo đảm với tôi rằng cái này không tốn điện nhiều, nhưng tôi nhất định. Số watt chắc chắn là cao. Tôi biết máy điện sản xuất ở nước đó cần nhiều watt. Vậy mà đúng, tôi thấy tất cả đều là 1.500 và 1.000 watt. Tôi nói trả lại đi, sư phụ không xài. 400 watt tôi còn không dám dùng, nói chỉ tới 1.000 watt hay hơn. Tôi có thể đốt củi. Chỉ khi nào trời lạnh quá hay những lúc đau ốm tôi mới xài. Nếu lạnh quá không chịu nổi và cần giữ gìn thân thể để phụng sự mọi người, thì tôi mới phải dùng nó một hồi. Nếu không, ít khi nào tôi dùng đến. Những điều tôi dạy quý vị, tôi cũng áp dụng. Xin quý vị xài bớt điện, nếu không, sẽ không dùng được lâu. Người phải chịu trước tiên là chúng ta. Đừng xài phí phạm nếu có thể được, rồi nghĩ như vậy tốt cho mình, nhưng chưa chắc. Thành ngữ Âu Lạc có câu, ăn ít no lâu. Bà nội tôi dạy tôi như vậy, có nghĩa là nếu ăn hết đồ ăn hôm nay, ta sẽ không còn cho ngày mai. Lý do tôi nói đây không phải vì tiền. Chúng ta có đủ trả tiền điện hôm nay, nhưng quý vị cũng nên xài bớt lại. Thanh tịnh hóa chính mình và làm lợi cho thế giới. Mỗi hang cùng ngõ hẻm trên trái đất đều có ảnh hưởng tới toàn thể tinh cầu. Quý vị đã thấy rõ ràng bởi vì mới đây, trận cháy ở Nam Dương làm ảnh hưởng tới cả nước Tân Gia Ba, Mã Lai và mấy nước láng giềng. Thành thử, từ bài học thiên nhiên này mà chúng ta có thể nói rằng một người hay một nơi trên địa cầu có ảnh hưởng tới chỗ khác của tinh cầu chúng ta. Cho nên, nếu chính quý vị tấm lòng, hành động, lời nói và tư tưởng trong sạch thì lợi ích cho tinh cầu này biết mấy. Điều này rất là hợp lý, không cần phải bàn cãi hay chứng minh gì cả. Sống tiết kiệm. Khi nấu ăn, quý vị dùng nhiều gừng quá, không những phí phạm mà còn không ngon. Không phải chỉ phí tiền bạc mà còn phí những cái khác nữa. Ruộng đã trồng gừng thì không thể trồng mùa màng gì khác trong nhiều năm, bởi vì tôi nghe nói đất chỗ đó cay. Nếu trồng cà rốt dưới đất đó, nó sẽ trở thành cà rốt cay. Sư phụ và mọi người cười. Một đồng tu không trồng được thứ khác 6 năm. Chà, sau khi trồng rừng không thể trồng được cái khác 6 năm. Quý vị tưởng tượng được không? Thành ra rất phí, chứ không phải chỉ có vấn đề tiền bạc. Nếu người nào cũng làm việc cẩn thận, biết điều và tiết kiệm, thì không phải chỉ có mình chúng ta được lợi mà cả nước, thậm chí cả vũ trụ cũng sẽ có lợi. Thành ra chúng ta không được tiêu xài hoang phí chỉ vì mình có tiền. Không. Vật chất ở thế giới này là cho thế giới cùng chia sẻ. Vì con người không để ý, thay vào đó họ còn hành động phí phạm, cho nên mới có người chết đói trên thế giới. Có những quốc gia nhược tiểu
bán rẻ thức ăn cho những quốc gia tiến bộ, rồi sau này nước họ thiếu thực phẩm, dân chúng chết đói. Cho nên, khi một số người xài hoang thì những người khác sẽ thiếu. Gừng mà chúng ta dùng để nấu ăn, ở nước khác họ dùng như một loại thảo mộc. Mỗi lần nhấp một tí hay bỏ một chút xíu vào làm canh gừng, giữ ấm thân thể cả ngày. Vậy mà ở đây chúng ta nấu cả một chảo toàn là gừng cho mấy ngàn người. Quý vị biết cái chảo của mình bao lớn rồi. Chỉ có trời mới biết bao nhiêu củ gừng quý vị nấu trong đó. Mất lâu lắm mới trồng được củ gừng bấy lớn. Đa số gừng được trồng trên núi. Nhà nông phải mang phân bón lên núi và trồng gừng thành hàng trên triền núi. Rất khó khăn, nặng nhọc. Càng xài hoang, càng bị nhiều nghiệp chướng, bởi vì người khác phải làm việc vô cùng cực khổ để trồng nó bằng mồ hôi nước mắt. Nếu phí phạm quá nhiều, nhiều hơn phần chúng ta được phước hưởng, thì chúng ta phải trả chỗ dư đó, trả nghiệp chướng, công lao, đau đớn của người khác. Đôi lúc ăn những đồ ăn phức tạp hoặc được chế biến nhiều, quý vị cảm thấy ngày hôm đó thiền không tốt. Không cần phải đợi tới lúc phạm giới hay ăn thịt. Chỉ cần ăn những thứ đồ chế biến nhiều hay những thức ăn nấu nướng mất công, chúng ta cũng bị trở ngại. Bởi vì người ta làm việc rất mệt nhọc và sự miễn cưỡng không vui ấy sẽ đi vào đồ ăn. Từ xưa, những vị minh sư đều khuyên chúng ta nên sống cuộc đời càng giản tiện càng tốt. Dĩ nhiên, tôi không muốn nói quý vị chỉ cần ăn gạo lứt với muối mỗi ngày. Ý tôi muốn nói là trong mọi khía cạnh, chúng ta phải ráng tiết kiệm và giản dị càng nhiều càng tốt. Như vậy tốt cho chúng ta, cho đất nước và cho toàn thế giới. Yêu chuộng và bảo vệ thiên nhiên. Khi đậu xe, phải ráng đừng có đụng cây. Cũng đừng chặt nó chỉ vì không vừa chỗ cho xe quý vị. Đi tìm chỗ khác. Cây cối ở đó là để làm đẹp và bảo vệ, rất tốt cho xe của quý vị. Mùa hè sẽ không nóng quá và khi tuyết rơi nhiều, chúng sẽ chặn bớt cho quý vị. Tuyết sẽ tản mát ra thay vì rơi hết lên xe. Cây rất tốt. Những lúc có gió nữa, rất tốt cho xe, tốt cho quý vị. Đừng chặt hết cây, nếu không quý vị sẽ hủy hoại khu rừng. Chúng ta phải bảo tồn cho cây và dùng cây cùng một lúc. Bởi vậy tôi nghĩ bãi đậu như vậy là tốt nhất. Quý vị có thể đậu xe, rồi sau này nếu cần chúng ta có thể trải sỏi lên trên. Nhưng nếu mặt đất cứng đủ rồi và không gặp vấn đề thì cũng nên giữ yên nó như vậy, nếu không có thể nó sẽ xấu, tréo qua, tréo lại và khác. Thêm vào đó, mỗi lần dựng lều đừng dọn lá khô. Lá khô bảo vệ lều khỏi mặt đất ẩm thấp và cũng làm lều mềm mại như có thảm. Cho nên chúng rất tốt cho quý vị. Khi quý vị dọn lều, mặt đất sẽ không bị trống và mưa xuống sẽ không kéo hết đất đi, rồi sau này sẽ không còn núi nữa. Thành ra, quý vị phải giữ lá cây, chúng sạch. Lá cây rất sạch, mềm và đẹp. Chúng rất mềm cho chân quý vị, giống như thảm. Tôi thấy nhiều chỗ cắm trại quý vị quét hết lá cây, không thông minh gì cả. Chúng ta nên hưởng thụ thiên nhiên và gìn giữ môi trường thiên nhiên, lúc nào cũng tốt cho chúng ta. Vì vậy, tôi không cho người khác chặt cây ở những nơi không cần thiết. Thời tiết đã thay đổi, nhiều chỗ thay đổi rất nhiều bởi vì con người chặt cây quá nhiều và họ đã không trồng đủ mau để mà thay vào đó. Thời tiết thay đổi và nước mưa chảy đi hết thay vì được giữ lại trong lòng đất. Cây cối mang mưa lại và cũng giữ nước mưa. Nước chảy xuống từ từ và cây gìn giữ núi non. Cây cũng bảo tồn cho sông và suối. Nếu cắt hết cây, chúng ta sẽ thiếu nước và tiết trời sẽ thay đổi rất nhiều, không thể nào chịu được. Vì vậy mà nhiều nơi, nhiều quốc gia không có đủ nước. Nhiều khi là vì họ cắt cây bừa bãi, không để ý sau này, tương lai sẽ ra sao. Vì con cháu chúng ta vẫn còn phải sống. Chúng sẽ tiếp tục sống sau khi chúng ta chết. Sau khi tôi chết, trung tâm này vẫn còn đây và con cái quý vị sẽ tới. Cho nên không phải quý vị chỉ dùng những nơi đó như một hai ngày, quý vị phải giữ cho tương lai nữa.
Đừng nghĩ tôi khó đối với quý vị, cấm quý vị làm cái này, cái kia, cái nọ. Tất cả là vì tốt cho quý vị. Chúng ta phải bảo tồn những gì mình thích, phải nghĩ trước tương lai, không phải chỉ nói, ồ, ta có thể dùng hôm nay hay ngày mai, ta không cần biết. Rồi cái gì cũng làm tổn hại. Cũng bằng cách đó mà con người phá hại nhiều nơi đẹp đẽ, cắt quá nhiều cây, giết quá nhiều súc vật. Súc vật ở đó là có lý do. Chúng là cư dân ngụ trên quả đất. Chúng ta không có quyền giết. Tôi nghe có người nói rằng họ nghiên cứu thấy thú vật đôi khi làm loài người khỏi bệnh, có lẽ là vì tình thương của chúng. Cho nên, nhiều người thích giữ chó, mèo, dù bất tiện và sự quyến luyến mà con người mắc phải. Nhưng có lẽ chúng có rất nhiều tình thương và sự dịu hòa sau đó làm con người cảm thấy khoan khoái và giữ chúng. Cây cối, nước và rừng cũng vậy, cũng làm khỏi bệnh. Quý vị không cảm thấy khỏe hơn khi đi bộ trong rừng sao? Mắt khỏe ra, phổi dễ chịu, da dẻ mịn màng và trong lòng thanh tịnh. Tất cả đều là do thiên nhiên, cây cối và không khí chúng thở ra cho chúng ta dưỡng khí. Cho nên rất cần gìn giữ thiên nhiên càng nhiều càng tốt. Giả sử chúng ta gọi thợ làm bãi đậu xe ở chỗ này, tôi nghĩ chắc cây cối sẽ không còn nữa, mà chỉ còn lại xi măng. Nhưng tôi không thấy cần phải làm chuyện đó. Chúng ta có thửa đất rộng và có thể đậu xe giữa các cây. Bởi vì đậu xe giữa cây cối đôi khi quý vị không muốn đi xuống kia liền. Nếu gặp một người bạn, chỉ cần đứng ngay dưới bóng cây bên cạnh xe, nói chuyện vài câu, tốt hơn là đứng trên thềm xi măng cứng ngắc, nóng hổi. Khi nói chuyện, cả hai cũng nóng luôn. Đứng trên nền xi măng làm mình cũng cảm thấy cứng. Cho nên tôi thích bảo tồn cây cối, không những cho tôi mà còn cho tất cả mọi người, cho châu Mỹ, cho thế giới. Đi đâu chúng ta cũng phải cố gắng bảo vệ thiên nhiên, nhất là bây giờ chúng ta là người kêu bằng tu hành, nên chứng tỏ sự mẫn cảm của mình đối với thiên nhiên và đối với nhu cầu của kẻ khác. Tôi không ngờ một người đậu xe phải chặt cây chỉ vì cây đó chắn trước xe. Họ phải đậu chỗ khác chứ, sao lại có thể làm như vậy được? Uổng phí thời giờ, nhân lực. Chúng ta đã làm việc suốt ngày để sửa soạn một bãi đậu xe cho người đó. Vậy mà khi ông ta đến, đậu một chiếc xe và chặt một cây to, bự bằng đây rồi. Sư phụ dùng hai tay làm một hình tròn lớn. Có lẽ cây đó phải mất 20 năm mới mọc được bao nhiêu. Rất hiếm khi tôi cho người khác chặt cây to, ngoại trừ khi nào nó hoàn toàn chắn lối. Tôi chỉ nói chặt cây nhỏ bởi vì chúng mọc lại, có thể trong vài tháng. Vài tháng sau kể từ bây giờ, một cây khác sẽ mọc lên như vậy, cho nên không mất mát nhiều. Việc đó chưa quan trọng lắm. Do vậy, cũng chỉ chặt khi nào cần thiết, nếu không, tôi không cho họ chặt cây. Trồng cây rất khó, mà chặt xuống thì rất dễ. Khi không cần, tại sao phải làm? Không thể nào chịu nổi. Như vậy là ác, không biết điều và ngu. Thật vậy, không thể nào tự dưng làm như thế. Nếu ai cũng tới đậu xe, cắt một cây, thậm chí cắt hai cây, chẳng bao lâu sẽ không còn cây nữa. Chỉ vì không thích nó đứng trước xe như vậy mà ông ta chặt nó đi để mà chạy qua. Ông ta không muốn lùi xe lại. Không thể nào tin nổi. Thành ra quý vị phải ráng hiểu điều này, không phải chỉ có ở đây thôi mà ở bất kỳ nơi nào quý vị tới. Hãy cố gắng bảo tồn thiên nhiên. Chỉ phá đi khi nào tuyệt đối cần. Nếu không, chỉ uổng phí thời giờ, vẻ đẹp thiên nhiên và nhân lực. Đôi khi còn tốn tiền nữa. Tôi rất bảo vệ cây, cỏ, loài vật, tất cả mọi thứ. Tôi bảo vệ vì tôi rất đau lòng mỗi khi chúng bị phá hủy. Có lý do cũng là tệ hại lắm rồi. Chúng ta không thể khắt khe vô lý, lúc đó lại thành ra ngu muội. Nhưng cũng không thể nào chặt cây bừa bãi, cho thấy bản tánh nguội lạnh của mình. Như vậy là không tốt. Cách cải lão hoàn đồng. Tu pháp Quán Âm, chúng ta sẽ cải biến được tình trạng tâm linh, tư tưởng, trí huệ cũng như các tế bào, bộ phận trong cơ thể trở thành đổi mới
và các độc tố được gội rửa. Không có thời giờ ngồi thiền thì những thay đổi này sẽ không thể xảy ra. Nếu chúng ta bận rộn làm việc cho quần chúng, hoặc khi chúng ta mệt quá, những biến cải này không thể thấy rõ ràng. Nếu không, mỗi lần thiền là tất cả các tế bào đổi mới, cho nên chúng ta gọi đó là hoạt động. Chúng ta trẻ lại không phải chỉ có về mặt tinh thần mà cả thân thể nữa. Chúng ta cảm thấy khỏe ra, thân thể trở nên mềm mại, da dẻ mịn màng. Khi tất cả chất độc trong người được loại ra, chúng sẽ càng ngày càng đẹp. Ngoài pháp môn quán âm ra, tôi không thấy một pháp môn nào có thể mang lại được những thay đổi mau chóng hiệu nghiệm như vậy. Như quý vị đã biết, có những hình thức thể dục thể thao và các loại thuốc bổ trong xã hội tuyên bố là có thể làm con người trẻ lại. Tuy nhiên, kết quả cũng không được là bao. Ngay cả những người bán thuốc bổ cũng già. Trông họ cũng không đẹp nữa, đúng không? Sư phụ và mọi người cười. Đáp đúng. Vấn đáp chọn lọc. Hãy gìn giữ môi sinh đúng mực. Vấn. Nếu Thánh A-la, Đức Phật hay Chúa Giê-xu bây giờ còn tại thế, họ có sẽ là người quan tâm tới môi trường sống hay không? Sư phụ, một phần nào đó có thể là như vậy. Chúng ta nên bảo vệ cây cối của địa cầu càng nhiều càng tốt vì lợi ích cho mình. Nhưng không nên thờ phụng thiên nhiên bởi cây quan trọng hơn người. Cây là cho loài người. Nên nếu cần cây thì chúng ta phải gìn giữ chúng càng nhiều càng tốt tùy theo không gian, thời gian và số người cho phép. Trong trường hợp đó, có lẽ Chúa Giê-xu, Đức A-la hay bất kỳ vị nào cũng sẽ tán thành. Tôi cũng là người gìn giữ thiên nhiên và tất cả đồng tu chúng ta không được chặt cây một cách không cần thiết. Nhưng nếu cần thì mình chặt, để xây cất chỗ đó thành một chỗ tốt hơn cho người khác. Thành thử không thể lúc nào cũng gìn giữ thiên nhiên mà không nghĩ tới sự tiện nghi, dễ chịu của con người. Chúng ta nên nhìn vào hoàn cảnh, nên giữ chỗ nào, khi nào và bao nhiêu. Biện pháp căn bản. Vâng, cảm ơn Sư phụ Thanh Hải đã chia sẻ trí huệ với chúng tôi. Tôi có một câu hỏi về sự gia tăng dân số trên thế giới và vấn đề phá hoại môi sinh và nhu cầu thực phẩm cũng theo đó mà gia tăng. Xin Ngài nói về dân số thế giới gia tăng. Đó có phải là nghiệp của thế giới? Hoặc vấn đề này sẽ gây nên nghiệp chướng nào đó trong tương lai? Sư phụ, thật ra không phải là chúng ta đông người quá mà là chúng ta không tản mát ra đều. Loài người quá đông ở một vài nơi trên thế giới và không muốn dọn đi nơi khác. Vậy thôi. Chúng ta còn rất nhiều đất đai rộng rãi, thênh thang, bỏ hoang, không dùng tới. Nhiều đảo chưa được khai phá, nhiều cao nguyên rộng lớn xanh tươi chỉ có rừng, không có gì cả. Con người chỉ thích tập trung ở nửa ước chẳng hạn, bởi vì ở đây vui hơn. Nếu chính phủ một quốc gia có thể tạo ra việc làm kỹ nghệ và nhiều loại nghề ở những chỗ khác nhau, người ta cũng sẽ tới đó làm việc. Họ chỉ tập trung ở những nơi nào đó vì tìm việc dễ hơn và an toàn hơn. Nếu sự an toàn bảo đảm, và công việc có nhiều ở những nơi khác, người ta cũng sẽ tới đó. Họ sẽ đi vì muốn cuộc sống đảm bảo, vui tươi. Đó là chuyện tự nhiên. Thành ra không nên sợ đông dân. Chúng ta nên tổ chức nhiều hơn cho mọi người trên thế giới, thêm nhiều lợi ích về việc làm, nhà cửa và sự đảm bảo. Lúc đó, tất cả mọi nơi sẽ như nhau, sẽ không bao giờ bị nạn đông dân. Còn câu hỏi về thực phẩm, quý vị phải biết chứ. Bởi vì ở Mỹ có rất nhiều tài liệu nói về cách bảo tồn thế giới. Ăn chay là một trong những cách tốt nhất để bảo trì tài nguyên thế giới và để nuôi tất cả dân chúng địa cầu. Vì chúng ta phí phạm rất nhiều thức ăn chay, năng lực, điện và thuốc men để nuôi gia súc, trong khi những thứ đó có thể trực tiếp nuôi người. Nhiều nước nhược tiểu bán rẻ đồ chay chứa nhiều chất đạm. Nhưng cái đó không ích lợi cho dân chúng ở những quốc gia kia. Nếu chúng ta phân phối tất cả thức ăn đồng đều, ăn chay sẽ có ích cho việc này. Không những cho chúng ta, không những cho súc vật, mà còn cho toàn thế giới.
Một trong những tờ Nguyệt Sang về nghiên cứu đã nói rằng nếu chúng ta ăn chay, cả thế giới sẽ không còn đói. Chúng ta cũng cần phải có tổ chức. Tôi biết một người có thể làm cám gạo tẻ trở thành thức ăn bổ dưỡng và ngay cả sữa. Kỳ rồi chúng tôi nói với nhau về chuyện đó. Ông ta nói ông tốn khoảng 300.000 đồng và nuôi được 600.000 người ở Ceylon. Người nghèo, người thiếu dinh dưỡng, những bà mẹ, vân vân. Thật là hay. Vì cách làm việc của chúng ta tại nhiều nơi trên thế giới, vì chúng ta hoang phí tài nguyên thiên nhiên, chứ không phải là không có đủ. Thượng đế đào bỏ chúng ta dưới này để mà chết đói. Thật ra đó là chúng ta tự làm cho mình chết đói. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ lại, tổ chức lại, và điều này cần ân phúc của chính phủ nhiều quốc gia. Họ phải thành thật, thanh liêm và đàng hoàng đối với chúng ta, muốn phụng sự con người thay vì phụng sự chính họ. Nếu có phước báo này từ chính quyền của tất cả các quốc gia, chúng ta sẽ không gặp vấn đề. Chúng ta phải có lãnh đạo giỏi, có tài cai trị, tổ chức kinh tế và chính phủ thanh liêm. Nhưng điều đó xảy ra nhanh hơn khi đa số hoặc tất cả những người này nghiêng về tu hành. Lúc đó họ sẽ biết kỷ luật, họ sẽ biết giới luật, họ sẽ thật thà, trong sạch, họ sẽ biết dùng trí huệ của họ. Họ có thể nghĩ ra nhiều thứ để làm và tổ chức lại đời sống chúng ta. Vâng, cái đó có vẻ khó quá, bởi vì theo tôi thấy thì rất nhiều những sự lạm dụng môi trường sinh sống ngày nay có liên quan tới việc dân số gia tăng, đòi hỏi thêm đất để ở, thêm nhà cửa để sống, theo đường lối chúng ta biết và muốn sống trong thế kỷ 20 này, nhìn những khu rừng già ở Ba Tây, sự phá hoại môi trường sống ở đó, tiêu diệt rừng, mưa rừng, đất đai không còn lá. Kết quả là những trận lụt. Mấy chuyện này không phải là không có liên quan tới vấn đề đông dân. Sư phụ, phải, đương nhiên là mọi thứ có liên hệ với nhau ở thế giới này. Phương pháp duy nhất là giải quyết vấn đề tận gốc chứ không phải từ cành. Gốc của nó là sự vững vàng về tâm linh, hiểu không? Cho nên, chúng ta chỉ cần cố gắng truyền bá thông điệp tâm linh, những gì mình biết và giữ kỷ luật về tâm linh. Đó là cái con người không có. Quý vị cũng có thể cắm chính mình vào một cái máy điện rồi được thấy ánh sáng, nghe vài tiếng nhạc và nhập định. Nhưng nếu thiếu kỷ luật đạo đức, đôi khi quý vị chỉ dùng năng lực đó làm những chuyện không tốt rồi không kềm chế được. Do đó trong nhóm này, chúng tôi dạy giới luật trước tiên. Giới luật rất quan trọng. Chúng ta phải biết mình đang đi đâu rồi vận dụng lực lượng của mình. Nếu có lực lượng mà không có tình thương, không có lòng từ bi, không có sự hiểu biết đúng đắn về luân thường đạo lý thì cũng vô ích mà thôi. Nó sẽ trở thành hắc thần thông. Hắc thần thông từ đó mà sinh ra. Thành ra khai ngộ thì dễ, nhưng giữ khai ngộ mới là khó. Trên con đường đạo của chúng tôi, nếu quý vị không kỷ luật nghiêm chỉnh và không giữ đạo đức, minh sư sẽ lấy bớt lực lượng để quý vị đừng lạm dụng mà làm chuyện xấu trong xã hội. Khác nhau chỗ đó. Minh sư kiểm soát lực lượng của minh sư. Tôi rất thích những câu hỏi thông minh của quý vị, rất thông minh. Con người làm những chuyện này vì họ không đủ trí khôn. Chẳng hạn như lạm dụng đất đai mà quý vị đã đề cập tới, hoặc làm việc gì đó chỉ vì thiếu trí huệ. Cho nên, căn nguyên là trí huệ, tu hành và khai ngộ. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Liên Hiệp Quốc, Nữ Ước, Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 6 năm 1992. Nguyên văn tiếng Anh. Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 123.